một vệ tinh bay trong không gian phía trên quả địa cầu màu xanh nhạt của chúng ta. Nó xác định xuống mục tiêu ở một điểm cách hàng nghìn dặm bên dưới và khai hỏa. Lạch cạch, lạch cạch. Một người đàn ông trông mệt mỏi đang ngồi trong một quán cà phê gõ máy tính, tận dụng wifi miễn phí để gửi thêm đơn xin việc. Gần đó, một nhân viên phục vụ đang viết đơn đặt hàng, trong khi một doanh nhân gọi điện giữa những ngụm mocha của anh. Một cô gái tuổi teen đang nhắn tin cho bạn mình, thỉnh thoảng cười khúc khích. Một ông già nhai bánh mì tròn hơi to tiếng. Không có gì khác thường cho đến khi chùm sáng chiếu đến. Người tìm việc nhận thấy một tiếng thì thầm nhỏ bên tai. Nó làm anh ta giật mình. Anh ấy quay lại nhìn quanh quán cà phê, nhưng không thể phát hiện ra ai đang thì thầm với mình. Thật kỳ quặc. Anh ta quay lại bàn phím và tiếp tục gõ. Nhưng một cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy anh. Điều này tạo ra cảm giác rằng có một cái gì đó sai sai. Mắt anh ấy nhìn sang người doanh nhân, và anh ấy nhận thấy điều gì đó. Điện thoại của anh ta đã biến mất, nhưng anh ta vẫn đang lớn tiếng với ai đó. Ai đó không có mặt ở đó. Nhân viên phục vụ mỉm cười khi cô ấy có vẻ như đang ghi chép các loại đồ uống mà khách gọi. Nhưng trong sổ ghi chép của mình, cô ấy đang viết đi viết lại dòng chữ đang tiến gần hơn. Nhưng cô không biết tại sao, cô gái tuổi teen với đôi mắt tinh quái nhắn cho bạn mình một tin nhắn rằng: nghe có vẻ điên rồ, nhưng mình có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Khi anh chàng tìm việc cố gắng chống lại cảm giác bất an trong lòng, anh ta vẫn nghe thấy tiếng ông già nhai bánh mì. Tiếng nhai lớn, không ngừng, nhai chẳng khác gì bò. Nó thực sự bắt đầu khiến anh ấy nổi điên. Đột nhiên, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu anh, rằng anh thực sự muốn giết người đàn ông này. Anh muốn bóp cổ họng và bẻ gãy khoai hàm để ông ta không bao giờ có thể nhai được nữa. Sự xuất hiện đột ngột của ý nghĩ xấu xa này khiến anh ta sợ hãi, và nó sắp trở nên tồi tệ hơn nhiều. Cường độ 35. Người tìm việc bắt đầu tự hỏi liệu có cần thiết không. Anh ta nghi ngờ rằng anh ta đã bị sa thải khỏi công việc gần nhất vì không ai thích anh. Liệu anh có cơ hội nhận được công việc này không chứ? Thật là một giấc mơ viển vông. Anh ta bị tấn công bởi những suy nghĩ như thế, khiến việc nhập văn bản ngày càng trở nên khó khăn hơn. Anh ta nhận thấy rằng tay mình đang run. Tiếng nhai sau lưng vẫn ồn ào như vậy. Anh ấy không thể quay lại. Trong thâm tâm, anh ấy biết rằng nếu anh ấy làm như vậy, anh ấy sẽ nói điều gì với ông già mà anh không thể rút lại. Cô nhân viên pha chế nhìn chằm chằm vào phía xa, ánh mắt đầy ám ảnh, trầm ngâm trong mắt cô. Doanh nhân nhìn chằm chằm vào ly mocha của mình, như thể nó là một cổ pha lê. Cô gái tuổi teen bắt đầu khóc. Người tìm việc nhìn lên khi nhận thấy điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra ở bên ngoài. Một người phụ nữ trung niên đang dắt chó đi dạo, đột nhiên ung ngực như bị đau tim. Bà cúi người và hít thở sâu. Con chó của bà ấy sủa vào không khí, tức giận đến một thế lực vô hình nào đó xung quanh. Cường độ 50. Điều gì đó không đúng. Giọng nói trong đầu của người tìm việc không còn là tiếng thì thầm. Nó rít lên với những lời độc địa với anh ta như: vô dụng, đồ vô giá trị, đồ lười biếng, khinh tởm. Mỗi từ cứa vào đầu anh như một mũi khoan điện. Nhưng đáng sợ hơn những giọng nói đó là việc anh ta tin vào từng điều đó. Anh ấy chìm trong những suy nghĩ độc ác đó. Điều duy nhất lấn át những suy nghĩ đó là tiếng nhai không ngừng. Nhân viên phục vụ bình tĩnh đi lại quầy. Cô ấy cầm cà phê nóng và bắt đầu uống trực tiếp từ bình. Cô ấy có thể cảm thấy nó nóng ran trong miệng, nhưng cô chẳng thèm quan tâm. Doanh nhân bắt đầu một trận đấu la hét, dữ dội với một người nào đó không có mặt ở đó, gầm gừ và gần như sủ bọt mép. Người tìm việc không thể chịu nổi tiếng nhai. Anh ta quay sang người đàn ông già, sẵn sàng chút giận lên người ông ta. Nhưng khi anh ta mở miệng để nói, anh không thể thốt nên lời. Anh thấy rằng chiếc bánh mì tròn đã biến mất, nhưng ông già vẫn còn nhai. Ông cười với anh, chất lỏng màu đỏ chảy ra trên môi và răng. Người tìm việc nhìn xuống bàn và nhìn thấy hình dáng một bàn tay đã cụt dưới chiếc khăn ăn đã thấm máu của ông già. Cường độ 75. Bên trong quán cà phê, mọi thứ bắt đầu nổi loạn. Ông già nằm co giật, doanh nhân đang đánh nhau với một bức tường gần đó. Các khớp ngón tay và ngón chân rách toạc vì tường gạch. Nhân viên phục vụ khóa cổ cô gái tuổi teen khi cô gái hét lên trong đau đớn rồi đâm vào chân kẻ tấn công mình bằng một cái nĩa trên bàn. Người tìm việc nhìn ra ngoài cửa sổ khi thấy bạo lực nổ ra trên đường phố. Những người hoàn toàn xa lạ đang tấn công nhau với ý định giết người, cắn, khoét, đấm, cào, xé, bóp cổ. Tất cả có vẻ khá thú vị. Anh nhặt máy tính của mình và ném nó qua cửa sổ quán cà phê, làm vỡ kính. Dù sao thì anh ta cũng sẽ chẳng nhận được công việc ngu ngốc đó. Anh bước qua cửa sổ vỡ, trở thành một người khác, nhặt một mảnh kính lớn, lởm chởm và sẵn sàng tham gia vào trận chiến. Cường độ Keter. Hàng nghìn người thay đổi. Họ làm những điều không tưởng với nhau và với chính họ. Hỗn loạn trong nhà và ngoài phố khi mọi thứ sụp đổ trong một làn sóng bạo lực khủng khiếp không thể tả xiết. Mọi thứ sẽ không bao giờ như cũ nữa. Rất may, những điều khủng khiếp mà bạn vừa quan sát chỉ là mô phỏng.
một mô phỏng được tạo ra bởi tổ chức SCP nhằm thể hiện các tình huống xấu nhất của các dị thường khác nhau trong danh sách của họ. Những sự kiện này vẫn chưa xảy ra, nhưng chúng rất có thể sẽ xảy ra nếu có một tai nạn nhỏ xảy ra với vệ tinh dị thường lang thang, được gọi là SCP-923. Vệ tinh SCP-923 bao gồm một đĩa lớn hình parabol được làm từ các hợp kim không xác định, cũng như một lò phản ứng mạnh mẽ bên trong tạo ra một lượng lớn năng lượng và bức xạ, tất cả nhằm cung cấp năng lượng cho cơ chế bắn dị thường bí ẩn của nó. 923 có vẻ như chọn mục tiêu cụ thể, sau đó nó bắn ra một luồng năng lượng. Những người ở gần mục tiêu khi chùm tia đánh chúng cũng bị ảnh hưởng, với mức độ thiệt hại phụ thuộc vào cường độ lần bắn. Giống như nhiều dị thường khác, nguồn gốc của nó vẫn là bí ẩn. SCP-923 thể hiện một mức độ thông minh nhất định và gửi báo cáo về tình trạng và hoạt động của nó lên mạng chuyển tiếp thông tin bảo mật của Hội đồng O5, một mạng liên lạc được phân loại dành riêng cho các nhân viên của tổ chức có giấy phép cấp 5. Theo dữ liệu riêng của 923, nó được làm ra trong một địa điểm nghiên cứu và phát triển của tổ chức. Thiết kế của nó phù hợp với các bản thiết kế cho một vệ tinh tấn công theo kế hoạch sẽ được xây dựng tại chính địa điểm đó. Nhưng dự án đã bị hủy bỏ do những lo ngại về hậu cần. Hội đồng O5 cho rằng SCP-923 không bao giờ được biết về sự thật này. Hiện tại, kể từ khi đường dây liên lạc hai chiều được thiết lập, 923 tuân theo mệnh lệnh của Hội đồng O5, không bắn vào mục tiêu trừ khi họ cho phép. Nếu nó phát hiện ra rằng mình không phải là một sản phẩm của tổ chức, thì nó có thể nổi loạn và gây ra nhiều hậu quả cực kỳ nguy hiểm. SCP-923 lần đầu tiên được phát hiện sau khi nó bắt đầu trao đổi tín hiệu với mạng chuyển tiếp O5, gửi một thông báo rằng nó đã hoàn thành một nhiệm vụ ám sát khác, mặc dù thực tế không có lệnh ám sát nào như vậy. Trong vài giờ tiếp theo, quá trình này tiếp tục diễn ra. Vệ tinh 923 liên tục gửi các báo cáo ám sát, tổng cộng là 57 báo cáo. 55 trong số đó đã được xác nhận là thực sự chết, hai đối tượng còn lại không rõ kết quả. Kể từ đó, các điều chỉnh đã được thực hiện để đảm bảo rằng SCP-923 không thể truy cập vào bất kỳ thông tin nào dành cho nó. SCP-923 là một vũ khí cực kỳ hiệu quả, tùy thuộc vào cường độ vận hành. Nó hoàn toàn có thể đảo ngược quỹ đạo của mình để phát hiện và bắn vào một mục tiêu ở bất kỳ đâu trên trái đất trong một khoảng thời gian rất ngắn. Tất cả những gì nó cần là tọa độ GPS của mục tiêu, độ cao, thời gian dự kiến bắn và cường độ đã chọn. Mọi thứ trở nên thú vị với các thử nghiệm mà tổ chức đã tiến hành. Đương nhiên, họ muốn sức mạnh mà mỗi cường độ có thể tạo ra. Vì vậy, các nhân viên cấp D được yêu cầu thử nghiệm. Thử nghiệm đầu tiên được thực hiện là ở cường độ 10. Tuy nhiên, điều này dẫn đến một thông báo lỗi. Vệ tinh 923 không có khả năng bắn ở cường độ thấp hơn 23. Để tiến hành thử nghiệm theo thông tin mới này, tổ chức đã lên kế hoạch kiểm tra ở cường độ 25. Lần này, các hiệu ứng ngay lập tức xuất hiện. Mục tiêu và những người xung quanh bắt đầu trải qua cảm giác hoang tưởng. Họ báo cáo về việc nghe thấy giọng nói và được nhìn thấy đang tương tác với những người không có mặt ở đó. Họ cảm thấy một nỗi kinh hoàng tan nát, sự diệt vong sắp xảy ra, và cũng báo cáo rằng mong muốn gây tổn thương cho người khác ngày càng tăng. Trên hết, trong các cuộc phỏng vấn, họ sẽ tuyên bố rằng họ cảm thấy như bị theo dõi, mặc dù họ từ chối giải thích chính xác ý của mình. Thời gian phục hồi từ tình trạng này được đo là từ 15 đến 19 ngày. Tiếp theo là bài kiểm tra ở cường độ 35. Mọi người bị ảnh hưởng đều trải qua các triệu chứng tương tự như ở cường độ 25, cộng thêm những hành vi tự tổn thương bản thân. Phạm vi ảnh hưởng cũng tăng lên khi sức mạnh tăng lên. Các nhà nghiên cứu nghĩ rằng họ đang an toàn ở cách đó hơn 10 mét đã gục đổ xuống đất trong các cơn hoảng loạn dữ dội. Các tác động ở mức cường độ này cũng kéo dài hơn nhiều và quá trình phục hồi cường độ này mất từ 6 đến 8 tháng. Điều thú vị là trong quá trình thử nghiệm, các thiết bị nghe nhìn đã bị hư hại nghiêm trọng. Một số thiết bị đã được thay thế. Một số thiết bị đã bị hợp nhất với sàn nhà. Các video bị hỏng không thể sử dụng được, nhưng âm thanh thu được không có gì khác thường. Tuy nhiên, khi những người sống sót sau cuộc thử nghiệm được cho nghe lại được âm thanh, họ tuyên bố một lần nữa nghe thấy những giọng nói trong đầu họ ngày hôm đó và lại một lần nữa trải qua những cảm giác khủng khiếp kia. Một trong những nhà nghiên cứu đã đính kèm một ghi chú vào tệp có nội dung: có vẻ như thứ này thực sự có tác động tới vật chất chứ không phải chỉ là tia laser gây ra sự điên rồ. Sự gián đoạn âm thanh và video là đặc biệt thú vị. Kể từ bây giờ, các nhà nghiên cứu phải quan sát từ xa và các nhân viên cấp D phải được trói chặt để họ không thể tự làm tổn thương chính mình. Chúng tôi cần họ sống để nghiên cứu. Tiếp theo, cường độ được đưa đến mức 50 và thử nghiệm được tiến hành một lần nữa. Kết quả một lần nữa tương tự như lần trước, nhưng với cường độ mạnh hơn nhiều và các tác động vật lý rõ rệt hơn đối với nạn nhân. Các nhân viên cấp D bị trói chặt vẫn có những vết cắn và vết rách trên da, đồng thời thiết bị ghi âm quay phim được thay thế ở mức còn nhiều hơn trước đây. Những ảnh hưởng đã lan xa hơn chỉ với những người có mặt. Có vẻ như chính khu vực này đã phải chịu những tác động lâu dài. Nhân viên đến khu vực thử nghiệm đã báo cáo một cảm giác vô cùng khó chịu, cho rằng khu vực thử nghiệm chỉ đơn giản là có cảm giác sai sai, nhưng không thể giải thích gì thêm. Mặc dù vậy,
các bài kiểm tra vẫn tiếp tục được tăng cường cường độ. Tiếp theo, cấp độ được tăng lên 75. Và đây là lúc mọi thứ bắt đầu đi chệch hướng. Mục tiêu của vệ tinh đã hoàn toàn hôn mê và các nhân viên cấp D trong vòng 16 mét thoát ra khỏi dây chói và bắt đầu tàn sát lẫn nhau bằng tay không. Đáng lo ngại là nhiều đối tượng, cả sống và chết. Những người đã được kiểm tra sau thử nghiệm dường như mang những vết thương giống với vết thương gây ra bởi vũ khí. Không ai trong số các nhân viên cấp D được trang bị vũ khí và những vết thương dường như không thể chỉ do ngón tay và răng gây ra. Lần này sự di chuyển các thiết bị ghi âm còn nhiều hơn và một số thiết bị mất tích sau cuộc thử nghiệm. Các bản ghi âm được lấy lại còn gây ra tình trạng đau khổ hơn cho những người bị ảnh hưởng bởi thử nghiệm. Những người may mắn sống sót và có thể nghe lại chúng. Nhưng mọi thứ không kết thúc ở đó. Bất kỳ ai trong vòng 50m đều trải qua những cơn đau hoảng loạn dữ dội thường kéo dài hơn 1 giờ. Các nhà nghiên cứu quan sát đã trải qua cảm giác có thể được mô tả là một phiên bản nhẹ hơn một chút của các triệu chứng ở cường độ 25. Họ cho biết họ bị ảo giác, mọi thứ chuyển động trong khóe mắt, nghe thấy giọng nói, trải qua chứng hoang tưởng cao độ và cảm giác sợ hãi. Thậm chí còn có một số hoạt động dị thường được ghi lại. Với các vật thể dường như tự di chuyển, các tác động lâu dài trên khu vực vật lý thậm chí còn rõ ràng hơn. Với máy đo khoảng cách bằng laser cho thấy mức độ biến dạng không gian vĩnh viễn tại tâm chấn của vị trí thử nghiệm. Một nhà nghiên cứu đã thêm một ghi chú vào phần này của hồ sơ với nội dung: điều này đang vượt qua ranh giới từ khoa học sang điên rồ. SCP-923 đã nói rằng sức tấn công tối đa của nó là 238. Ở mức độ này, nó nhanh chóng chuyển đổi sang cường độ Keter. Hãy xem cường độ này có tác động thế nào và báo cáo những phát hiện với chúng tôi. Tuy nhiên, cường độ mức Keter được chứng minh là quá nguy hiểm đến mức mục nhập trên nhật ký thử nghiệm của nó bắt đầu bằng câu: chúng tôi đặc biệt khuyên rằng không bao giờ được sử dụng cường độ này nữa. Vụ thử nghiệm gây ra chứng rối loạn tâm thần vĩnh viễn ở mọi đối tượng trong bán kính 2 km. Thực sự điên rồ, bao gồm một số nhà nghiên cứu không may đã đánh giá thấp phạm vi ảnh hưởng của cấp độ Keter. Địa điểm hiện đang được tổ chức bảo vệ vĩnh viễn với tên gọi SCP-92302 do những ảnh hưởng vĩnh viễn mà vụ thử nghiệm gây ra đối với cảnh quan. Cảm giác hoảng sợ vẫn còn được cảm nhận từ cách xa hàng trăm mét và bất kỳ ai đến đủ gần trung tâm sẽ bị rối loạn tâm thần toàn diện giống như những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chùm tia. Có rất nhiều bất thường về không gian và thời gian trong khu vực và hội đồng O5 đã coi SCP-923 là một dị thường có nguy cơ gây ra thảm họa tận thế cấp XK. Nhưng điều đáng sợ nhất vẫn chưa xảy ra. Mỗi khi SCP-923 được sử dụng, nó sẽ gây ra một mức độ tổn thương bên trong cho chính vệ tinh, khiến mức tối thiểu để kích hoạt nó tăng lên. Trước đây, vệ tinh sẽ bắn ở cường độ 23, nhưng sau khi thử nghiệm, cường độ tối thiểu của nó hiện là 66. Nếu vũ khí được sử dụng lại, mọi thứ sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Bất chấp sự nguy hiểm này, SCP-923 đã được xếp loại an toàn. Nhưng làm thế nào mà một đối tượng vừa nằm ngoài sự kiểm soát của tổ chức, vừa có thể hoạt động độc lập, lại được xếp vào loại dị thường vô hại, đòi hỏi ít hoặc không cần thủ tục ngăn chặn? Câu trả lời bị chôn vùi trong câu hỏi: tổ chức SCP không thể ngăn chặn SCP-923, nhưng vì hiện có hơn 7.500 vệ tinh đang hoạt động quanh trái đất, 923 không làm dấy lên nhiều nghi ngờ, đặc biệt là với câu chuyện che đậy của tổ chức. Rằng nó chỉ là một vệ tinh quân sự bình thường, nỗ lực ngăn chặn liên tục duy nhất là đảm bảo rằng các vệ tinh khác không đi vào quỹ đạo của nó, để đảm bảo rằng các hệ thống phòng thủ tiên tiến của 923 không kích hoạt và phá hủy vệ tinh gây nhiễu, làm lộ bản chất dị thường của nó. Bây giờ, hãy xem thêm một video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob như SCP-056, Người đẹp, để biết một SCP khác sẽ thúc đẩy bạn làm những điều khủng khiếp. Và hãy đảm bảo rằng bạn đăng ký bật thông báo để không bỏ lỡ bất cứ điều bất thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.